Xin chào 500 anh em. Như các bạn đã biết, hiện tại trước mắt các bạn ở đây là 4 mẫu giày mới, 4 mẫu giày mang thương hiệu Lacoste. Những đôi giày thể thao màu sắc sẽ khiến các bạn nổi bật hơn trong mùa thu đông tới. Thì trước mắt các bạn đây là mình sẽ đánh số thứ tự từ 1 đến 4, 1, 2, 3 và 4. Đầu tiên, tất cả các mẫu sản phẩm này đều mang thương hiệu Lacoste. Và năm nay sản phẩm được cách điệu đó là hình con cá sấu màu đỏ. Như mọi năm, giày nam.com mang đến cho các bạn một đôi cá sấu có thương hiệu Lacoste. Tuy nhiên thì cái biểu tượng này nó là màu xanh hoặc là màu trắng. Đặc biệt năm nay các nhà thiết kế đã thiết kế tạo nên độ mới lạ cho đôi giày, đó chính là hình con cá sấu màu đỏ. Và ngoài ra, đường chỉ toàn bộ của sản phẩm cũng là màu đỏ. Đây các bạn có thể nhìn thấy. Đặc biệt hơn là hai cái lỗ sỏ của sản phẩm cũng là màu đỏ. Và bên trong, toàn bộ phần da bụng của bò cũng được lập, cũng được làm bằng màu đỏ. Đây các bạn có thể nhìn thấy, tạo sự nổi bật cho đôi giày. Không chỉ dừng ở đó, sản phẩm, phần đế của sản phẩm cũng được cách điệu một chút, pha giữa đen và đỏ, tạo sự sáng tạo cũng như là hấp dẫn cho đôi giày. Trên tay mình đây, mẫu số 1 là sản phẩm da trơn, màu đen trơn. Các bạn có thể lựa chọn. Mã sản phẩm là 1898. Mình xin nhắc lại, BD1898, mang thương hiệu Lacoste, đen trơn. Tiếp theo, sản phẩm thứ 2 cũng là dòng thương hiệu Lacoste. Tuy nhiên, có một sự điểm khác biệt một chút, đó chính là màu đen của nó được làm bằng đen sần. Các bạn có thể nhìn thấy. Nếu bạn nào không thích đen sần có thể lựa chọn đen trơn hoặc ngược lại. Về phần thiết kế cũng như là về phần chất liệu của sản phẩm đều giống nhau, các bạn có thể nhìn qua giúp mình. Sản phẩm thứ 3 mình muốn mang lại cho các bạn đó là màu đỏ. Năm nay giày nam.com mang đến sự mới lạ cho các bạn, đó chính là màu sắc. Những đôi giày thể thao màu sắc sẽ đem lại sự trẻ trung. Đây các bạn có thể nhìn thấy, toàn bộ 100% là da bò. Phần bên trong của giày đó chính là lớp da bụng của bò. Phần đế được làm bằng đế đúc cao su. Tất cả đều màu đỏ, mang lại sự mới lạ cho đôi giày. Sản phẩm thứ 4 trên tay mình đó là một màu trắng tinh khôi, rất hợp những các bạn có trang phục trắng sáng hoặc là ưa đồ sáng, các bạn có thể lựa chọn giúp mình. Các bạn có thể nhìn rõ con cá sấu này, nếu giả sử nó được màu đỏ thì nó sẽ không phù hợp với gam màu trắng của đôi Lacoste. Tuy nhiên, các nhà thiết kế, nhà sản xuất đã làm cho ra một con cá sấu màu bạc vàng, sẽ khiến cho đôi giày trở nên sang trọng hơn. Phần đế này vẫn được giữ nguyên, đó là hai gam màu trắng và đỏ, có độ ma sát cao, các bạn có thể nhìn thấy. Lớp lót bên trong và điểm nhấn của sản phẩm màu trắng này đó chính là, đây mình sẽ cởi ra cho các bạn xem, đó là một miếng da và có in dập thương hiệu Lacoste. Các bạn có nhìn rõ không ạ? Hiện tại sản phẩm được bán tại giày nam.com với số 123, có giá là 550.000. Và sản phẩm thứ 4 màu trắng, shop giày nam.com bán giá là 499.000. Vậy vì sao lại có sự chênh lệch như vậy? Thì hiện tại thì mình đã chuẩn bị cho các bạn xem vì sao lại có sự chênh lệch như vậy ạ. Các bạn để ý giúp mình, từ đôi số 1 đến đôi số 2 và đôi số 3, phần lót của nó các bạn có thể nhìn thấy. Và đôi số 4, phần lót của nó các bạn cũng có thể nhìn thấy. Và mình đã lột trước 2, 3 sản phẩm và sản phẩm thứ 4, phần lót của nó, để cho các bạn xem. Đây các bạn có thể nhìn thấy, lót màu nâu này là lót dành cho đôi màu trắng,
và lót màu đỏ này dành cho đôi số 1, số 2 và số 3. Các bạn có thể nhìn thấy sự chênh lệch khác biệt của hai miếng lót này đúng không ạ? Một bên là được in ấn và dập, có các hạt massage làm cho đôi chân của chúng ta đi êm, không bị đau chân và thoải mái. Tuy nhiên, miếng lót của sản phẩm số 4 này thì lại không. Nó được làm hết sức đơn giản và mỏng, chỉ có đúng duy nhất hai lớp. Các bạn có thể nhìn thấy. Các sản phẩm từ 1, 2, 3 và 4 được cửa hàng giaynam.com bảo hành 6 tháng về da, đế và đường khâu, đường keo. Mình sẽ test qua lửa cho các bạn ở xa có thể yên tâm khi đặt hàng tại hệ thống giaynam.com là hàng da bò thật hay là giả da. Các bạn có thể xem thao tác của mình. Nếu giả da, mình chỉ cần đốt nhẹ thì miếng da sẽ bị cháy và nổ, nhưng nếu hàng da thật thì sẽ bóng lì hơn. Tay mình khá là nóng rồi ạ. Sản phẩm rất nóng. Tuy nhiên thì các bạn vẫn có thể độ bóng lì của nó. Để đặt hàng, các bạn có thể để lại số điện thoại để nhân viên giaynam.com tư vấn cho các bạn, hoặc các bạn có thể liên hệ tới số hotline của giaynam.com 0915 938 226, hoặc thông qua hệ thống đặt hàng website www.giaynam.com. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các clip tiếp theo của giaynam.com.